Sáng 3 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, trưởng ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã chủ trì cuộc làm việc với các cục vụ chức năng của Bộ Công Thương trên tinh thần cần chuẩn bị các giải pháp hiệu quả quyết liệt hơn nữa, bởi dịch COVID-19 đã diễn biến rất nhanh và lan rộng ra nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và gần đây trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số ca F0 gây ảnh hưởng đến cung ứng thực phẩm cho hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart Cộng và một số chợ truyền thống, chợ đầu mối, ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, các đơn vị đều nhìn nhận tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, có thể gây ảnh hưởng đến 3 nhiệm vụ kể trên của Bộ Công Thương. Các đơn vị chức năng của Bộ cũng đã đề xuất những giải pháp thiết thực như tăng cường giao thương trực tuyến nhằm tiêu thụ nông sản cho các tỉnh Nam Bộ và các tỉnh đang thực hiện chỉ thị 16, đẩy mạnh triển khai thương mại nông sản qua sàn thương mại điện tử, tăng cường tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển hàng hóa và logistics, v.v. Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm và hết sức nặng nề của Bộ Công Thương trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời nhắc lại tinh thần được đưa ra ngay tại đầu cuộc họp. Cần chuẩn bị cho những tình huống dịch bệnh có thể diễn biến xấu hơn để đưa ra những kịch bản phù hợp để đối phó. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đã thành lập tổ công tác tiền phương để đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Tổ công tác đã có những hoạt động tích cực, đưa ra những giải pháp phù hợp và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, dịch đang diễn biến phức tạp và đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu tới đây, hoạt động của tổ công tác sẽ được triển khai rộng trên phạm vi cả nước để đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, cũng như tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa. Yêu cầu các cục vụ chức năng phải nỗ lực thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Công Thương giao phó. Cùng với đó, làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị ở trong và ngoài Bộ Công Thương, tập trung cung ứng hàng hóa, mở rộng địa bàn hoạt động của tổ cung ứng địa phương, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, tránh đứt gãy sản xuất, phát huy hơn nữa phương thức thương mại điện tử, kịp thời tháo gỡ khó khăn hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa.